Xin chào, lại là Trường và Mong One đây. Chiếc bàn của mình đang có một trong những sản phẩm có mức giá khởi điểm cao nhất của Apple, Studio Display. Anh em nào mà làm thiết kế hình ảnh thì chắc là cũng không xa lạ gì với màn hình này nữa. Tuy nhiên thì vì anh em chưa có nhiều cơ hội để trải nghiệm với chiếc màn hình này, nên đây sẽ là video tất tần tật về Studio Display. Bắt đầu ngay sau intro nhé. Đầu tiên chắc chắn là về kích thước rồi, 27 inch là con số của chiếc màn hình này. Và với kích thước 27 inch thì mình nghĩ nó là tiêu chuẩn cho anh em làm về thiết kế hình ảnh, nên đây sẽ không phải là thông số nổi bật của sản phẩm này. Vốn dĩ với các sản phẩm Apple nói chung và chiếc màn hình này nói riêng thì điểm ăn tiền nhất nó sẽ là cái logo quả táo ở đây và thiết kế của máy. Thiết kế của Studio Display nó cũng giống như các sản phẩm Apple khác thôi, một cái sự tinh giản, tối giản và cực kỳ sang trọng. Và không hiểu sao là các sản phẩm của Apple luôn luôn có một cái vibe mà rất là nhiều mùi tiền như thế nhá. Nói thế thôi chứ thực ra mình biết tại sao đấy. Bởi vì là cái chất liệu làm vỏ của cái màn hình này nó rất là tốt. Đây là một chiếc màn hình có cái vỏ của nó là full kim loại, mà cụ thể ở đây là nhôm. Cùng với đó sẽ có một lớp sơn phủ ở bên trên, nó hơi nhám một chút, nên là sẽ tạo ra được cái mùi tiền dành cho cái sản phẩm này. Mà Studio Display không phải một sản phẩm chỉ đẹp vì cái mã như thế này. Nhờ có cái build máy bằng nhôm như thế nên là khi mà các bạn sử dụng sẽ có cái cảm giác sử dụng nó chắc chắn và bền bỉ hơn. Hay là nếu như các bạn muốn di chuyển sang nhiều môi trường làm việc khác nhau, các bạn thường xuyên phải chuyển văn phòng thì cũng rất là yên tâm trong cái việc mà di chuyển sản phẩm này, bởi vì có một cái vỏ nó xịn như thế này cơ mà. Nói sơ qua về mặt sau thế thôi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với mặt trước, chính là cái phần chính mà mình muốn nói trong video lần này. Thì thứ đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở đây không phải là về màu sắc, không phải là tấm nền màn hình, mà là cái kính ở bên ngoài này sẽ là thứ đầu tiên mình muốn nói đến. Studio Display thời điểm hiện tại đang có hai bản kính màn hình chính, đó là Standard Glass và Nano Texture Glass, là hai bản kính ở trên Studio Display lần này. Thì cái màn hình ở đây mình đang có nó là bản Standard Glass. Bản Standard Glass này sẽ là bản mà mình yêu thích hơn, bởi vì là cái cảm giác khi mà mình nhìn trên cái màn hình này, màu sắc nó trong hơn này, và cái trải nghiệm của mình nó sẽ gần sát với thực tế nhất, nhìn nó cảm giác khá là ok. Còn ở phía còn lại chúng ta sẽ có một bản là Nano Glass. Bản này thì sẽ có thêm một cái lớp phủ nano ở bên trên nữa. Nó khá là giống với cả cái màn hình ProArt mà mình đã từng lên video review ở đây, ở trên này. Cái lớp này thì nó sẽ có tác dụng là giúp chúng ta giảm lóa khi mà chúng ta bị ánh sáng ở môi trường studio hay là những môi trường ánh sáng mạnh. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái bản này ở trong nhà với tác dụng là để cho đỡ bị mỏi mắt trong quá trình mà chúng ta sử dụng lâu với cái màn hình to như thế này. Về cái cảm nhận về màu sắc và khi mà mình làm việc thì mình thấy rằng cái bản nano á, nó không đáp ứng được mình lắm. Mình cảm giác mình nhìn trên màn nó không đã. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà bạn nào mà làm việc ở trong môi trường ánh sáng nó rất là mạnh, như là ví dụ bạn để cái màn hình này ở trong studio của các bạn đi, các bạn có rất nhiều đèn đóm các thứ, thì cái màn hình nano sẽ có tác dụng rất là nhiều đấy nhá. Chưa kể đến đó nữa là độ sáng 600 nit có trên cái màn hình này, nó cũng là một cái để giúp các bạn nhìn thấy hình ảnh nó rõ ràng hơn. Rồi hãy cùng đi sâu hơn vào bên trong đi. Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình có tấm nền là IPS LCD với tần số quét là 60Hz. Hai cái thông số này nghe thì không hề nổi bật một tí nào, rất là basic thôi. Và với thông số như thế này thì chắc chắn là bạn nào mà muốn dùng máy để vừa chơi game vừa làm việc thì có thể bỏ qua chiếc màn hình này luôn. Thông số thế thì hơi cùi đúng không? Hai thông số bên trên thì có thể là basic, nhưng mà thông số tiếp theo sẽ làm cho các bạn ấn tượng. 5120x2880 cùng với cả mật độ điểm ảnh là 218 ppi, là một thông số rất ấn tượng cho một chiếc màn hình như thế này. Cùng với kích cỡ là 27 inch thì chắc chắn là mọi hình ảnh đưa lên đây nó sẽ đều rất là sắc nét và rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà có một cái mà mình cần lưu ý với các bạn nhé, đó là cái màn hình này nó sẽ tùy thuộc theo những cái máy mà các bạn cắm vào nó có thể xuất ra màn hình như thế nào nhé. Như ở đây mình đang cắm với một chiếc MacBook Air M2, là một cái máy mà có độ phân giải 2K, nên là khi mà mình cắm lên đây thì cái hình ảnh của cái khu rừng Sequoia này nó hơi bị vỡ một chút nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn vào bên trong, nhưng mà khi mà nhìn xa thì vẫn ok, vẫn rất là thoải mái. Dù cho những cái thông số bên trên thì cũng chưa phải là đỉnh nóc kịch trần gì so với cả thị trường màn hình hiện tại, nhưng mà nếu như bạn là một người tin yêu vào các sản phẩm của Apple, rất thích cái màn hình này rồi, thì nó cũng sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu. Chỉ là có những phần mà nó chưa thể bằng được các cái sản phẩm bên ngoài thôi, thì mình sẽ nói ở phần tiếp theo nhá. Mình đã làm việc với chiếc màn hình này khá là lâu, bởi vì đây là một chiếc màn hình demo ở bên mình. Dù cho đã cắm với rất nhiều máy của khách hàng, những cái máy ở cửa hàng cắm vào để test, để cho khách hàng xem chất lượng hình ảnh như thế nào, và đôi khi mình cũng làm việc trực tiếp ở trên cái màn hình này luôn khi mà có một số file thiết kế, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy cái màn hình này nó xấu cả, và cũng chưa bao giờ có cái hiện tượng mà làm cho mình cảm thấy khó chịu. Tất cả màu sắc ở trên này được làm rất là hài hòa, từ các chi tiết màu không bị đẩy lên quá rực rỡ, cho mình có thể nhìn thấy được cái màu sắc của ấn phẩm và cũng như là hình dung được các cái thành phẩm của mình khi mà in ra nó sẽ như thế nào một cách sát nhất. Bên cạnh đó, giải màu P3 đặc trưng mà mỗi màn hình Apple đều sở hữu, từ đó tạo ra được một cái liên kết rất là tốt, đó là về độ lệch màu.
Nếu như các bạn đưa chiếc màn hình này về nhà và cắm với một chiếc MacBook thì hai màu sắc ở trên màn hình của các bạn trên MacBook này cùng với cái màn hình rời này nó sẽ không có gì khác nhau cả, nó giống y hệt luôn vì nó cùng cái profile màu mà. Đấy là nói về màu sắc thôi nhá. Còn có một điểm các bạn sẽ phải lưu ý đó là về tần số quét của màn hình của chiếc màn này nó chỉ là 60Hz thôi. Nên nếu mà các bạn sử dụng những con Pro 14 và 16 inch các bạn cắm vào đây thì màn hình của những con Pro đó là 120Hz, cắm vào thì nó sẽ vẫn chỉ nhận là 60Hz ở trên này thôi. Và khi mà các bạn chuyển đổi file, chuyển đổi tệp từ màn hình của MacBook chuyển sang đây nó sẽ hơi hiện tượng khựng một chút. Đây là cái này cũng là một điểm cần phải lưu ý nếu như mà các bạn yêu thích cái màn hình này nhá. Nhưng mà thôi, một chiếc màn hình thì cái điểm mạnh của nó vẫn là về cái vấn đề màu sắc. Thì màu sắc ở trên chiếc màn hình này kể từ thời điểm mà bên mình bóc hộp ra để làm demo cho khách, nó cũng phải cách đây hơn 2 năm rồi. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại, màu sắc nó vẫn y chang như là ở trên các cái máy mà cắm vào cái màn hình này. Tức là mình sẽ không phải lo về vấn đề cân màu. Ngay từ đầu khi mà mình cắm vào, nó đã như thế rồi. Và sau một thời gian rất dài sử dụng, màu sắc nó vẫn y như vậy. Cảm giác nó rất là thoải mái. Mà không biết là đến khi mà mình sử dụng với cả các cái máy tính Windows khác thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cái này thì trước mắt nếu như mà các bạn đã có MacBook rồi mà muốn sở hữu thêm một cái màn hình để làm việc thì đây cũng là một lựa chọn rất ok đấy. Một điểm cực kỳ đặc biệt ở trên chiếc màn hình này là nó có cả chip ở bên trong để xử lý. Và con chip đó là A13. Mặc dù cho tới thời điểm hiện tại năm 2024, A13 là một con chip ngày xưa được lắp ở trên những chiếc máy 11 series thì bây giờ nó cũng khá là cũ rồi. Nhưng mà để cho mà chúng ta chỉ cần xử lý hình ảnh và xử lý âm thanh ở trên này thì đây là vẫn là một con chip rất là tốt. Tại sao mình nói đến cả âm thanh? Không có hà cớ gì mà tự nhiên Apple trang bị thêm hai giải loa, một cái ở trên này, một cái ở dưới cho chúng ta đâu. Loa ở trên chiếc màn hình này rất hay đấy nhá. Nó không phải là để chống điếc giống như cái Pro Art ngày trước mình có cho các bạn xem. Mà bây giờ các bạn có thể nghe thử loa ở đây nhá. Giải loa ở đây được hỗ trợ bởi Dolby Atmos, cùng với đó là tạo ra không gian âm thanh vỏ, làm cho các bạn có thể tận hưởng giải trí ở trên chiếc màn hình này cực kỳ ok. Và các bạn nào mà làm về video, các bạn cũng không cần phải đeo tai nghe luôn. Đối với mình thì thấy là cái loa này khi mà làm video đã rất là ổn rồi. Trừ khi nào mà các bạn làm nhạc thì những cái yêu cầu về âm thanh nó cần phải cao hơn thì các bạn vẫn sẽ phải có thêm tai nghe để có thể sử dụng cùng nhá. Về mặt hình ảnh là như thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại về mặt đằng sau một chút nhá. Mình có một ý nữa muốn nói với các bạn. Đó là bốn cổng Type-C ở đằng sau này. Nhưng hãy lưu ý rằng chỉ có một cổng Thunderbolt ở đằng này thôi để cho các bạn có thể xuất hình ảnh ra. Một cổng Type-C Thunderbolt ở đây, nó thời điểm hiện tại năm 2024, một cổng Type-C Thunderbolt nó là một cái loại chuẩn kết nối, chuẩn xuất hình ảnh và xuất âm thanh nó tốt nhất tại thời điểm này rồi. Nên các bạn cũng không cần phải chê gì với cả cái cổng này cả. Chưa kể về đó nữa là Apple còn tặng cho các bạn một cái dây dù nó khá là xịn sò như thế này để các bạn có thể sử dụng. Và đây cũng là dây chuẩn Type-C Thunderbolt luôn nhé. Khi mà các bạn cắm vào đây thì cũng không phải setup gì thêm. Việc duy nhất mà chúng ta cần phải làm đó là cắm điện cho cái màn hình và cắm dây này vào thôi. Và tự động màn hình nó sẽ lên luôn như thế này, không cần setup thêm gì cả. Cái điểm mà mình yêu thích ở trên chiếc màn hình này là nó không hề có bất kỳ một cái nút bấm nào hết để cho các bạn phải bấm chỉnh màu, chỉnh độ sáng các thứ. Khi mà các bạn đã cắm vào máy rồi thì các bạn có thể vào cài đặt của MacBook và có thể tùy chỉnh độ sáng rồi cũng như là cân chỉnh thêm cho cái màn hình này. Dù cho là một sản phẩm rất cao cấp nhưng vẫn có một số điểm trừ. Chính vì cái sự tối giản như thế này, chúng ta chỉ có cổng Type-C thôi nên nhiều khi các bạn muốn cắm cổng HDMI chẳng hạn thì nó sẽ không cắm được và các bạn vẫn phải mua cáp chuyển. Tại sao phải nói đến HDMI? Thứ nhất là cổng Type-C này đôi khi mà chúng ta sẽ không có cổng Type-C, các bạn có cổng HDMI thôi. Ví dụ như bạn có bản Pro 14 inch chẳng hạn, các bạn có cổng HDMI, các bạn có dây hai đầu HDMI, bây giờ muốn cắm vào cái màn hình này thì không cắm được. Mà bên cạnh đó nữa nhá, màn hình này ở trên công bố của Apple nó là chỉ cắm với cả các sản phẩm của Apple đời cũng phải mới một tí chứ không phải đời cũ. Nhưng Apple không hề nói rằng là cái màn hình này cắm được với cả các máy tính Windows. Và mình đã có cắm thử với cả một số máy Windows, nó có lên nhá, có nhận và xuất hình ảnh là rất là tốt. Nhưng bởi vì là hãng không công bố nên là nếu như các bạn nào mà dùng máy tính Windows muốn có cái màn hình này thì mình nghĩ là nên đến với cả Mac One để có thể trải nghiệm trước cái màn hình này nhá, để xem cắm vào nó có nhận hay không. Chứ mua về đập hộp ra chán chê rồi không dùng được thì cũng hơi phí. Mà nhân tiện nói đến đoạn này thì mình cũng xin phép quảng cáo một chút. Hiện tại Mac One đang có sẵn rất nhiều loại màn hình của Studio Display, từ bản Standard Class cho đến bản màn hình Nano. Thêm vào đó nữa, các bạn có thể lựa chọn các sản phẩm tùy theo sở thích cá nhân của mình. Bản màn hình không chân để cho các bạn có thể mua thêm những cái tay arm để gắn vào trên màn hình, giúp cho cái không gian làm việc của các bạn có thể thay đổi linh hoạt. Hoặc các bạn có thể lựa chọn bản có chân đế, có thể điều chỉnh độ cao và độ nghiêng.
tùy theo góc làm việc của mình nhé. Và Magwan cam kết rằng hiện tại bản màn hình nano của Magwan đang là có giá tốt nhất ở trên thị trường. Các bạn có thể click ngay vào đường link bên dưới để có thể tham khảo ngay một chiếc màn hình cho mình nhé. Còn một phần nữa ở trên chiếc màn hình này đó là phần camera. Camera ở đây thì sẽ có tiêu chuẩn là HD 1080p. Nó cũng là một cái chuẩn nó giống như màn hình MacBook Air M2 này của mình, hoặc là giống như những chiếc máy 14-16 inch mới hiện đại. Nhưng mà nói chung là với một cái màn hình như thế này thì chúng ta cũng sẽ không dùng webcam này nhiều lắm. Webcam ở đây thì mình thấy thì nó vẫn khá là nét. Tuy nhiên ở trong những cái môi trường ánh sáng hơi yếu đi một chút là nó sẽ hơi bị bệt màu đi này, rồi bệt da đi. Nên là cái camera này nói chung là mình cũng không dùng đến nhiều và cũng không muốn nói quá sâu về phần camera này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả phần tổng kết để xem chiếc màn hình này có những gì đáng giá nhá. Được rồi, kết thúc lại video về Studio Display, mình sẽ có một vài điểm muốn nói đến như sau. Nếu như bạn nào mà yêu thích đồ Apple, muốn có sự đồng bộ trong hệ sinh thái thì chọn luôn thôi, chứ còn gì để suy nghĩ nữa. Nhưng mà không phải lựa chọn là mù quáng nhá. Đây vẫn là một chiếc màn hình rất tốt, màn hình chất lượng, build máy đều ok. Và các bạn có thể lựa chọn để làm cho góc không gian làm việc của mình vừa đồng bộ vừa sang trọng nữa. Mặc dù đây là một chiếc màn hình có mức giá khá là cao nhưng vẫn sẽ có một số nhược điểm mà các bạn cần phải chú ý. Thứ nhất là về cái phần viền màn hình này nó vẫn đang còn tương đối dày so với các màn hình trên thị trường, như là chiếc View Infinity S9 và Dell UltraSharp, một cái mã gì đó mà mình không nhớ lắm nhưng mà cũng khá tương tự với màn hình này. Thêm vào đó nữa là cổng kết nối của trên màn hình này vẫn chưa được đa dạng, nó chỉ có cổng Type-C mà thôi. Nên là khi mà các bạn muốn chuyển đổi sang nhiều loại định dạng cổng khác nhau để có thể sử dụng thì mình thấy là vẫn đang chưa được tiện lắm. Hoặc là có một yếu tố nữa là về giá, nếu như các bạn đang chưa ưng về cái giá này lắm thì các bạn có thể tham khảo những chiếc màn hình Acer Pro Art đang có sẵn ở Magwan với rất nhiều các loại chuẩn màn hình khác nhau. Đường link mình vẫn sẽ để ở bên dưới phần mô tả để cho các bạn tiện truy cập vào nhá. Ok, các bạn đã dùng thử Studio Display chưa? Các bạn có mê nó không? Hãy comment ở phía bên dưới cho mình cũng biết nhá. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.